Ok chị, hello các bạn. Đây là cái hình mặt của cô gái đang thả tim này. Chúng ta lại bắt đầu trang điểm chứ. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Thầy bỏ con YouTube và thuốc khác đi. Thằng máy ảnh sẽ ở đây. Bây giờ máy ảnh đang không hiểu nè. Đây bức tường trắng rồi. Gì vậy? Ok. Mình mới làm được hai đứa mới. Còn đây nè. Cô bé này. Quà dễ thương. Mình không hiểu. Tiền nghe nó lại có màu xanh đỏ á. Hai đứa này. Không lẽ đừng nghĩ bài nghĩ bài đẹp nhất đó. Lâu sao mắt nó có màu macaron mà ta đây nè chẳng này. Ủa mình quen mất là mình làm thằng này cao thằng này chết rồi. Đủ. Trời ơi. Cái quỳ gì vậy? Anh hai, anh cả và anh em út. Thì anh cả phải. Sao anh hai anh nó lùn thế nhỉ? Cho anh hai đầu to quá. Xin này cũng được. Trời ơi. Em út hơi bị lùn đó nha. Lưu. Tiếp đi con lại lấy điện thoại nhỉ? Wow. Ok đi. Mình tạo ngày mới. Có biết bà này không? Bà này đây. Bà tiên nhưng mà không phải tiên này. Mình thấy mình làm hơi bị nhiều nhân vật đấy. Đây là con gái nhưng mà mình không hiểu. Nó lấy chơi là tóc ngắn. Còn dưới nhà có trăng không con? Hả? Còn dưới nhà có trăng không? Ok, mình đang đeo một cái tóc nào đẹp hơn cả cái tóc này nữa. Nhưng không có á. Không có. Gì đây người ta? Đổ. Mười năm nhạc nha. Các bạn phải mắc cười. Mắc cười.
Ủa, mình thấy bộ này đẹp mà. Nhưng tóc lai chai, nhưng mà lai chai là con trai. Như mình cho bà tiến được tóc này thì phải. Hello Queen nè. Nhưng mà đây là Hello Queen phiên bản pha ke nha. Cái tóc này cũng đẹp mà. Đang cho tóc đồ chọc mà không thích nữa. Mấy cô cháy không ta? Mong là không có cháy. Ô cháy. Nhét nhanh khéo miệng khéo nhé. Mình cho cái này từ lúc này vậy ta. Lại thành xin Vĩnh Nguyệt. Hả? Nên cho cái tóc lại ta tự lấy rồi chả thấy gì cái tóc lại mắt màu cam, mắt màu cam à, mắt màu cam màu gì vậy? Thôi để tạo một cái mắt. Không có bút cái này khó điều khiển quá. Trời ơi.
on Britain's Got Talent season 11. What do you do? I'm going to be doing magic. My grandpa teaches me. Well, that means your grandfather. Ôi mắt này đẹp thế. Thật ra nó có kiểu mắt này này. Đây vàng đậm này. Maui nè. Tai bị chè còn đau nè mọi người. Anh trước mình nhớ cái bộ đoàn này này. Là cô hầu gái ma quái. Là cô gái học sinh. Mình nhìn bộ đồ này giống một chị Thơ Nguyễn ghê á. Nhưng mà kiểu này
Ui, hình như vậy thôi. Rồi bông mày dễ không ăn nha. À. Nó còn giang hồ hơn cả thằng đỏ nghe đó. À, nhưng mà mình thích cái áo con này cơ. Nó cute that guy. Tôi có đi học đâu, tôi làm giang hồ mà. Thì giang hồ còn một này chứ. Ôi, nhẹ như chú lao công quá. Tôi không phải là nó bắt được cái là tên đèo nhìn đúng cái mắt người ta cũng thể nhận ra tôi. Ai ai au điên hả? Au hi hi thôi chứ. What's your Thank you.
Hey, trời ơi. À nhìn cũng được đấy. Và tôi lấy cái áo này để khi nào này. Lấy lâu nhưng mà tôi là giang hồ mà. Ôi trời ơi mẹ. Đau bụng khóc trong đau bụng khóc trong sự đau bụng hằng mảnh dễ thương mà. Mũ này điên à, đội mũ này hơi đẹp nè. Oh man, it's one word. And Ivan. Tôi không cần cái đấy luôn này. Tiếp. Ha 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 ha.
Không, nhưng mà mình xem 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sao nó có hiện này? Đâu xem cái hình này nè. Ông này đang khóc thật tuyệt vọng. Không. Không khiết mấy cái kiểu khóc thương tuyệt vọng này đâu. Tôi nâu. Alo ba la con. Xem chị này chứ. Kết hợp với ai nè. Đầm đẹp thế chị ơi. Hai mẹ con Vân này. Ha, mình cho cái này đây ha. Hay là chỗ bà này bà cho cái hình này đi ha. Cái này nó không có quần xịt nha. Mình có ngày ôm một miếng bánh như hôm trước.
cooking đi. Cooking này, cái bánh đâu ta? Sao mình không thấy cái bánh nó đâu vậy? Trang, từ ở trang đàn hoa quá à? Không có cái bánh nào trang á, chán quá. Cái bánh cooking đâu rồi? Ở đây. Để mình xem ở đây có cái hình nào cooking không ta? Cooking nè. À, thôi, không cần cooking gì chơi. Kệ đi. Lấy khác. À đây, mẹ ôm con. Cả hai người cùng khóc với nhau. Cả hai người đều khóc vì một đám cháy này. Thêm sticker ông này.
phần tôm màu. Không hiểu luôn. Hành tích. Ok, well. Không biết. Không biết thằng này nó bị làm sao mà trọng thương dữ. Thằng này bọn nó cũng nhận ra. Dukalakalo Santo Titan ha. Thôi, đặt là Kai đi. Được á. Kate Kai. Bắt sức cái bà này người ta không nhận ra hả trời. Thích thằng con bé kia nó làm cách nào để mẹ nó vui. À. Kỳ và một trong những người này, cô bé này đã nhìn thấy người anh trai của mình. Không, cái đầu. Ý mình nói là cái đầu nó không có gì hết trơn. Bà này mình chưa bao giờ gặp à? Cảm ơn. Cái bà tím này. Hello quả. Hello tím quả trứng. Nè, đừng nói mình tím quả trứng. Vậy mình tìm người khác chơi đi. Bạn giang hồ quá thể hồ đồ quá. Không, không phải giang hồ quá đâu, nhưng mà nhìn đằng sau cái áo này mới biết ai là giang hồ đây. Trời đang mưa.
bà đi đâu rồi? Ừ hay. Tôi thấy đây là quán ba đâu ta, quán ba đủ quán ba nó sẽ như thế nào. Đây là cái chỗ gì đây? Đây mới đúng là quán ba này. Mày vừa liếc con này đúng không? Hai đứa này vừa liếc nhau ấy. Một đứa lùn, một đứa cao. Con đồng mẹ bẹt đang nói chuyện.